À, hai tụi con là làm lăn được bao nhiêu ngày rồi? Là gần từng rồi. Như vậy con cảm thấy tay nghề có lây không? Chắc cũng lây. À, chắc cũng lây rồi. Nhìn thấy thầy này, con nhìn thấy con là tên chi? Nguyễn Chí Bảo. À, Nguyễn Chí Bảo. Rồi, theo Nguyễn Chí Bảo thì Bảo thử coi là đồ lăn mà nổi tiếng nhất Hội An thì theo Bảo nhận định là đồ lăn nào? Cẩm Minh Thiên Hồ. À, là lý do vì sao là con nhận định là Cẩm Minh Thiên Hồ là đồ lăn có lượng fan và có tiếng nhất Hội An? Đoàn lớn. À, Cẩm Minh là đoàn lớn rồi. Sao đoàn Cẩm Minh Thiên Hồ là đội lăng nào? Mai Anh Đường. À, Mai Anh Đường. Mai Anh Đường là con biết anh nào là trưởng đoàn không? Không biết. Rồi. Nhưng mà sao Mai Anh Đường là đội lăng nào nữa? Hầu Khí. À, đội lăng Hầu Khí. Rồi, theo con biết là Hầu Khí là có là như thế nào? Theo con tìm hiểu được. Mai Anh Thùy Huế. À, có Thùy Huế, thì ở Huế đúng rồi. Ừ, rồi. Như vậy con có mấy đội lăng không? Nhưng mà trong những cái đội lăn đó là con mấy đội lăn nào nhất? Cẩm Minh. À, Cẩm Minh. Con là một cái fan của Cẩm Minh đúng không? Rồi sau đội Hầu Khí là đội nào nữa? Tiếng Nghĩa. Rồi đội Tiếng Nghĩa. Rồi theo đội Tiếng Nghĩa rồi sau đội Tiếng Nghĩa con biết đội nào nữa? Kỳ Sơn Bảo. À, đội Kỳ Sơn. Sau Kỳ Sơn Bảo rồi còn đội nào nữa? Đình Làng. À, Đình Làng. Rồi như vậy là đa phần những cái đội lăn mà ở Hội An là con đều biết hết đúng không? Như vậy là con có dự định là con cũng thành lập một đội lăn mới đúng không? Rồi, như vậy là con vạch định kế hoạch của đội lăn mới con là lấy tên là tên gì, với lại có những năm nay con chơi bao nhiêu lăn nha. Tên đội lăn con? Bảo Nguyên Đường. Anh. Bảo Anh Đường. Rồi như vậy Bảo Anh Đường rồi con chơi bao nhiêu lăn? Năm nay có 3 con. À, 3 con rồi. Như vậy là dự định mình doanh thu của năm nay là được bao nhiêu tiền? Chắc hơn 11 triệu rồi. Như vậy được khoảng đâu 15 triệu đi, con sẽ làm những việc gì? Lập mới cho đầu. À, như vậy sắm đồ mới cho đầu đó. Đầu tiên là áo đúng không? Sau là tới chi nè? Đồ dụng cụ. À, dụng cụ. Rồi như vậy những cái tiền đó, khoản tiền đó là mình dùng để sắm đồ thôi đúng không? Chứ có thể có chia cho đầu không? Chia cho thành viên đầu. Rồi như vậy chia một ít và liên hoan một ít rồi. Rồi, cảm ơn con. Chúc đội con càng ngày càng phát triển nha. Rồi, Bảo Anh Đường. Rồi, như vậy Bảo Anh Đường. À, những cậu bé đam mê lăn đó, mùa hè nhưng mà vẫn xin để làm lăn, để gần con lăn, đúng không? Bạn ngoài sao tên chi? Chào đi. Hả? À, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Thành học lớp mấy? Học lớp 7. Nguyễn Văn Thành lý do răng là rụt rè đó. Hả? Ở vị trí gì? Trống ở vị trí gì? À, múa luôn. Ồ, giỏi Nguyễn Thành rồi. Như vậy là khoảng đâu 5 năm sau múa thiệt nhuyễn xin lên Vinh Trắng Giỏ nghe. Được không? Thành. Con biết Vinh Trắng Giỏ không? Ở đâu? Ở Đà Nẵng luôn rồi. Cảm ơn con Vinh Trắng Giỏ ở Đà Nẵng rồi. Cảm ơn Nguyễn Thành. Đó. Rồi hai bạn đứng lên, thầy sẽ tặng nè. Thầy đúng là đem hai cái này nhưng mà tặng. Con biết con đem về. Tôi thừa nhận tôi tự bế. Tôi thật sự rất sợ hãi. Mỗi khi đêm đến, khi tôi rất lãng phí. Tôi thừa nhận tôi đã phạm tội. Nhưng tôi không hối hận. Ai sẽ tặng con cái này đó nha. Đây là người. Nhớ tặng là phải quý. Phải giữ này, mất thì mà làm không được đâu. Rồi 5 năm sau sẽ gặp lại con đi chứ. Rồi. Rồi. Thấy chưa? Rồi hôm sau sẽ gặp lại.